Mọi người chịu khó chịu nha. Ngày nào Ad cũng sẽ lên, nhưng mà những ngày rảnh á, Ad sẽ lên nhiều hơn, sẽ dịch dài hơn. Hôm nay cũng không có thời gian, hôm nay bận lắm. Chân mệt để tiền cũng là tiền võ truyền kỳ. Tập 519, chương 3691 đến chương 3693. Đây chính là cái giá phải trả khi dám khiêu khích Nhật Nguyệt thần giáo của ta. Bên trong tiếng nghị luận ồn ào, một chuẩn thánh vương của Nhật Nguyệt thần giáo mở miệng, thanh âm mờ mịt mà uy nghiêm, một câu làm rung động tứ phương. Tẻ nhạt, vô vị, chém chết hắn cho bản thần tử. Thần tử Nhật Nguyệt thần giáo bật cười đầy trào phúng, lười biếng nằm trên tại bên trên vương tọa, nhàn nhã chuyển động ngọc bội bên trên ngón cái. Tuân lệnh. Lão già áo tím lúc trước đang đánh cược bị Diệp Hà một chưởng đánh văng, xung phong nhận việc đạp lên vân đài, trong tay còn cầm theo sắc kiếm hung quang đầy mắt. Chậm đã, lão già áo tím mới giơ lên sắc kiếm cũng còn chưa chém xuống liền bị một âm thanh rít khẽ cắt ngang. Diệp Đế Hào bước ra, lập tức thu hút sự chú ý của tu sĩ tứ phương. Ở đâu lòi ra hàng giá áo túi cơm, cũng dám ở chỗ này lỗ mãng. Lão già áo tím đang lao tới hét lớn, rất rõ ràng ta tới đây cứu người. Diệp Đế Hào tùy ý nhún vai, một câu để tứ phương tức thời xôn xao. Trận trường của Nhật Nguyệt thần giáo lớn như thế, người chỉ là một cái chuẩn thánh chạy tới cứu người được sao? Lại còn có đồng bọn nhanh chóng cùng ta bắt lại. Lại là lão già áo tím, tiếng quát chấn động thiên địa. Theo mệnh lệnh, cường giả Nhật Nguyệt thần giáo liền nhào tới bao vây tứ phương, sử dụng bí thuật phòng cấm Diệp Đế Hào ngay tại chỗ. Trước trước sau sau, chẳng qua một giây, quá trình bắt người thuận lợi khiến người có chút ngoài ý muốn. Được rồi, lại là một tên đầu óc nước vào. Thấy Diệp Đế Hào bị trấn áp một cách dễ dàng, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Nếu không phải như thế, nào phải nói là cùng đồng bọn với nhau đâu. Đều là người châm người chọc, liền trí thông minh này cũng dám chạy tới đây cứu người, đáng bị bắt. Tất cả mọi người đều nhìn xem Diệp Đế Hào giống như đang nhìn một tên ngu xuẩn. Chỉ số thông minh của chuẩn thánh ở thời đại này đều là lùn tịt như vậy hay sao? Không ít lão bối tu sĩ đều ý tứ sâu xa, vuốt vuốt sợi râu. Hậu bối nếu như đều là như thế, lão phu rất là vui mừng đó. Đối với tiếng nghị luận tứ phương, Diệp Đế Hào không nhìn thẳng, tuy là bị phong cấm nhưng vẫn như cũ, không hề phản kháng mà là rất hứng thú nhìn về phía thần tử Nhật Nguyệt. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Ngươi là ai cũng dám lui ra? Ông lão mặc áo tím còn chưa nói dứt liền bị tiếng cười của thần tử Nhật Nguyệt cắt ngang. Tên kia vẫn nhàn nhã như cũ, hài lòng vặn vặn cổ, tiếng cười vang vọng thiên khung. Bao nhiêu năm rồi, bản thần tử đã là quên cảm giác bị người trước mặt mọi người khiêu chiến. Vậy thì thần tử có tiếp hay không, hay là không tiếp đây? Diệp Đế Hào vẫn như cũ mỉm cười, nhìn xem thần tử Nhật Nguyệt. Tiếp, vì sao lại không tiếp chứ? Thần tử Nhật Nguyệt thần giáo khóe miệng hơi vẫy lên. Tiếp theo, hắn đứng dậy, vẫn cười trào phúng như cũ. Giải khai phong cấm cho hắn, để bản thần tử tiêu khiển một chút. Vừa dứt lời, cường giả liền rút lại bí pháp phong cấm Diệp Đế Hào, cũng như nụ cười trào phúng của thần tử Nhật Nguyệt. Trong mắt bọn hắn đều là vẻ khinh miệt đối với sự tự tin của thần tử nhà mình, không thể nghi ngờ. Hôm nay có thể thật tốt đánh một trận. Phong cấm được giải khai, Diệp Đế Hào dung hung hăng thư triển thân thể. Dám khiêu chiến với ta, ngươi hẳn không phải hạng người vô danh, lấy xuống mặt nạ của ngươi đi. Thần tử Nhật Nguyệt thần giáo đạp trời mà đến, đi lại nhanh nhẹn, trong tay còn cầm một cái quạt xếp nhẹ nhàng đong đưa, có thể nói là lực lượng tràn đầy. Người không biết còn tưởng rằng con hàng này là một cao nhân tiền bối ở đâu ạ. Muốn nhìn được chân dung của ta, vậy liền đánh bại ta đi. Diệp Đế Hào rất tự giác vuốt tóc, hất đầu, không quên chỉnh là cổ áo. Rất tốt. Thần tử Nhật Nguyệt cười nhạt, một bước vượt ngang hư thiên, thuấn thần giết tới trước người Diệp Đế Hào, bàn tay hóa thành đao, lăng thiên quất xuống. Sức mạnh của một chưởng
kinh hãi tứ phương. Nhưng hình ảnh máu tươi tuôn xối xả tuyệt nhiên không hiển hiện như trong tưởng tượng mọi người. Thần tử Nhật Nguyệt một chưởng đúng là phát không, hoặc là nói khi một chưởng sắp bổ trúng Diệp Đào, Diệp Đào lại biến mất một cách dị thường. Làm sao có khả năng? Thần tử Nhật Nguyệt thần sắc đại biến. Có cái gì không có khả năng sao? Tiếng cười ung dung vang lên. Diệp Đào đã hiện thân tại sau lưng thần tử Nhật Nguyệt, một chưởng dung hợp bí pháp phong cấm rắn rắn chắc chắc đặt tài vào lưng thần tử Nhật Nguyệt. Thần tử Nhật Nguyệt liền bị phong cấm ngay tại chỗ, cũng còn chưa ổn định thân hình, một thanh sắc kiếm màu đỏ liền nằm ngang ở trên bả vai hắn. Ngay sau đó có một thanh âm mờ mịt vang vọng chư thiên. Người thua. Cái này tu sĩ tứ phương đều hóa đá, miệng há hốc, một mặt mộng bước nhìn xem phương kia. Trước sau cũng bất quá một cái chớp mắt, thần tử Nhật Nguyệt thần giáo này bị trấn áp rồi sao? Nhìn nè. Có người há to miệng, người bị trói ở bên trên trụ đồng, có thể một chưởng bạt tai bay thánh nhân, ngay cả hắn bị thần tử Nhật Nguyệt một chưởng trấn áp. Có thể thấy được thần tử Nhật Nguyệt có chiến lực diệt thánh nhân. Bây giờ đúng là tại trước mặt một chuẩn thánh liền một chiêu đều không thể đi qua. Chiến lực thật thất thường à. Quá mức khinh địch rồi à. Chưa tỉnh ngủ sao? Ăn no rỗi việc rồi đúng không? Cái này làm sao có thể chứ? Cường giả Nhật Nguyệt thần giáo cũng mờ mịt. Từ chuẩn thánh vương cho tới chuẩn thánh đều là thần sắc khó có thể tin. Chiến lực của thần tử Nhật Nguyệt bọn hắn là biết rất rõ ràng, không chỉ mới chém qua một tôn thánh nhân mà thôi, nhưng hôm nay cùng một chuẩn thánh đối chiến lại là một chiêu bại hoàn toàn. Ta không tin. Bên trong âm thanh kinh dị, tiếng gầm gừ của thần tử Nhật Nguyệt vang vọng khắp hư thiên. Hắn lúc trước nhanh nhẹn vênh váo, giờ phút này lại giống như một con chó dại. Hắn cao cao tại thượng, tôn quý cỡ nào có thể nào tiếp nhận được sự thật thảm bại mà lại đối phương chỉ là một chuẩn thánh. Ồn ào. Diệp Hào phất tay một đạo linh phù trực tiếp bịt miệng thần tử Nhật Nguyệt đang phát điên. Thả thần tử nhà ta ra. Cường giả Nhật Nguyệt thần giáo phản ứng lại, từ tứ phương đánh tới từng tên diện mục dữ tợn, sát khí thông thiên, nghiền ép hư thiên đều sụp đổ. Thành thành thật thật, người tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Diệp Đại Hào hung hăng vặn vẹo cổ, nắm chặt kiếm xích tiêu. Năng lượng kiếm khí cuồng bạo đã xét qua cổ họng của thần tử Nhật Nguyệt. Người muốn chết. Chuẩn thánh vương của Nhật Nguyệt thần giáo tức giận, sát cơ cũng là không cách nào ngăn chặn được nữa. Nếu không phải kiên kỵ an nguy thần tử Nhật Nguyệt, bọn hắn đã sớm xuất ra tuyệt sát đại thuật. Thả người. Diệp Đại Hào lạnh lùng quát một tiếng. Mơ tưởng. Tứ phương đều là tiếng hét phẫn nộ. Không nên ép ta động thủ. Diệp Đại Hào ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay dịch xuống một cánh tay của thần tử Nhật Nguyệt, máu tươi trong lúc nhất thời bắn ra tung tóe. Hình tượng này mới là đẫm máu, rất là chói mắt. Ngươi thả hay là không thả? Diệp Đại Hào đưa tay lại rút ra một cánh tay của thần tử Nhật Nguyệt. Thả người. Chuẩn thánh vương của Nhật Nguyệt thần giáo nghiến răng nghiến lợi quát một tiếng. Cuối cùng đành hạ mệnh lệnh này, bọn hắn có lý do để tin tưởng. Diệp Đại Hào là một tên điên, là tên cái gì cũng đều làm được. Cái này đúng là nha. Diệp Đại Hào đưa tay, hồng trần vừa được thả ra, liền được thu vào trong đại đỉnh. Người đã thả, thả thần tử nhà ta ra. Chuẩn thánh vương Nhật Nguyệt thần giáo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đại Hào. Thả, đương nhiên phải thả rồi. Diệp Đại Hào nói, liền tóm thần tử Nhật Nguyệt không ngừng lùi ra bên ngoài. Thay thế, cường giả Nhật Nguyệt thần giáo một mảng dâng lên. Có nhiều người đã chuẩn bị tuyệt sát bí thuật, chỉ đợi Diệp Đại Hào thả thần tử Nhật Nguyệt, nháy mắt liền miễu sát Diệp Đại Hào. Chỉ là bọn hắn vẫn là quá coi thường Diệp Đại Hào. Vào tình thế bây giờ, thế nào có thể tùy tiện thả người như vậy à? Nhưng nhìn thấy anh xuất ra một đạo phân thân, dùng bí thuật cấm kỵ kết nối sinh mệnh với thần tử Nhật Nguyệt, cường giả Nhật Nguyệt thần giáo nhìn chính là muốn phun ra máu. Bọn hắn vẫn là đánh giá quá thấp trí thông minh của Diệp Đại Hào.
Diệp Đế Hào bắt đầu lui lại, chỉ lưu lại phân thân, cấm chế thần tử Nhật Nguyệt. Trần Trường của cường giả Nhật Nguyệt thần giáo cho dù lớn, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không những không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà còn muốn bảo hộ Diệp Đế Hào an toàn. Bởi vì bản tôn Diệp Đế Hào một khi xảy ra sơ suất gì, liền sẽ tác động đến phân thân. Một khi tác động đến phân thân, thần tử Nhật Nguyệt sinh mệnh liền không thể đảm bảo. Nhưng thấy Diệp Đế Hào vẫn đang lui lại, tốc độ liền tăng nhanh, sau đó trực tiếp quay người cắm đầu bỏ chạy. Phía sau còn có một lời nói băng lãnh của Diệp Đế Hào truyền về: bí thuật sẽ sau nửa canh giờ liền tiêu tán, khuyên nhủ các vị chớ tiếp tục truy đuổi ta. Tốt nhất là các ngươi và ta đều bình an vô sự, đừng ép ta phát cuồng đó. Không thể không nói, anh nói câu này vẫn là rất có tính uy hiếp. Cường giả Nhật Nguyệt thần giáo nào còn dám truy đuổi đâu. Trâu bò, đúng là trâu bò. Tu sĩ Thứ Phương nhìn mà nhếch miệng tắt lưỡi, vốn cho rằng Diệp Đế Hào là đi tìm cái chết, ai có thể ngờ được còn có sự đảo ngược kinh thiên này, mà là chiêu này có đủ thâm sâu, đúng là toàn thân trở ra mà. Lại nhìn cường giả Nhật Nguyệt thần giáo, ngược lại là vô cùng chuyên nghiệp. Bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, đem thần tử Nhật Nguyệt vây quanh, không dám tùy tiện tiến lên một bước, sợ gây đến phân thân Diệp Đế Hào tự bạo nổ tung. Cho đến nửa canh giờ sau, mới thấy phân thân Diệp Đế Hào hóa thành một sợi khói xanh biến mất. Giết! Giữa thiên địa lập tức vang lên tiếng gầm thét, đó là tiếng của thần tử Nhật Nguyệt. Hắn lại như một con chó dại nổi cơn điên, dọa đến tu sĩ Tứ Phương vội vàng rút đi, sợ gặp phải lửa giận của cái thằng điên này. Mà giờ khắc này Diệp Đế Hào đã không biết mang theo hồng trần chui đến xó nào, như là đã bốc hơi khỏi nhân gian. Trâu bò, đúng là trâu bò. Nhìn xem Diệp Đế Hào còn đang bay như bão tố, yêu vương bọn hắn nhao nhao tặc lưỡi. Chuyển thế đến nơi này, bọn hắn như thế nào lại không biết Nhật Nguyệt thần giáo kia? Đây chính là thế lực kinh khủng trong phạm vi mấy chục triệu dặm. Nhưng chính là một thế lực kinh khủng như thế, đúng là không có cách nào giữ Diệp Đế Hào. Mặt mũi cũng không còn sót lại một chút gì. Chịu khó mọi người. Mọi người cứ giữ mạch truyện đi, để ác cố gắng thu xếp lại thời gian. Chứ hiện giờ chưa thể dịch nhiều hơn. Truyện có sẵn đó. Truyện bây giờ nếu mà tính ra là còn cả hơn ngàn tập nữa lận. Mà ngàn tập là khoảng gần nửa tiếng đó, chứ không phải ngắn ngắn vậy đâu. Nhưng mà là ác không có thời gian dịch. Còn đọc cái bản truyện bản đó đó, nó là bản cơn vệt, nghe cực kỳ khó hiểu. Nó loạn xì xà ngầu à. Cũng có bạn đã đọc rồi đó, có bạn còn vô là đọc rồi đó. Thì mình phải chỉnh lý lại cho nó qua thuần Việt. Tại vì một khi nghe thuần Việt đó, thì mình cảm được rất dễ cái nội dung. Còn bây giờ mình đọc cái kia, nắm được cốt truyện được, nhưng mà cái nội dung đó, mất hay. Phí cái truyện đi. Ác muốn dịch lắm nhưng mà chưa có thời gian.